Chào mừng các bạn đến với kênh Jessup TV. Hôm nay mình rất là hồi hộp vì mình được trên tay một cái chiếc máy rất là đẹp. Đó là Fujifilm X-Pro3. Đầu tiên khi mà cầm X-Pro3 thì mình cảm giác rất là chắc chắn. Kiểu dáng của X-Pro3 thì đó là một kiểu dáng rất là cổ điển, giống như những cái máy phim. Đó là một kiểu dáng Grandfather. Nhìn từ trước cho thế này có thể thấy là nó rất giống một cái máy phim. Thì X-Pro1, Pro2 tới Pro3 nhìn từ đằng trước vào như thế này hoàn toàn là có thể nói là nó tương tự nhau. Phía trên này thì là các nút điều khiển cho thông số, tốc độ, ISO, bù trừ sáng, nút chụp, rất là đơn giản. Và điểm khác biệt rất là nhiều ở X-Pro3 đó chính là cái mặt sau thế này. Thay vì một cái màn hình kỹ thuật số lớn trước đây thì họ đã làm cái màn hình nhỏ như thế này. Thì cái màn hình này để điều hiển thị những thông số về khẩu tốc ISO, hoặc là chúng ta có thể cài đặt để nó hiển thị cái tên của cái hệ thống giả lập phim chúng ta đang sử dụng. Rất là cổ điển ha, rất là giống với máy phim. Phía trên đây là ống ngắm của X-Pro3. Thì đây là ống ngắm light giữa quang học và điện tử. Phần các nút bấm của X-Pro3 cũng rất là đơn giản luôn. Màn hình chính của X-Pro3 thì được thiết kế giấu trong đây. Đây là màn hình X-Pro3. Màn hình này trang bị được cảm ứng luôn. Màn hình theo mình cảm nhận nó rất là đẹp, rất là sáng. Thì vì khi chúng ta chụp bằng con X-Pro3, chúng ta sẽ nhìn qua ống ngắm, hoặc là chúng ta có thể lật màn hình như thế này, hoặc là lật như thế này. Thì việc chúng ta lật màn hình ra như thế này, chúng ta nhìn từ trên xuống rất là giống với việc chúng ta chụp bằng những cái máy phim medium format ngày xưa. X-Pro3 là dòng máy ảnh chuyên nghiệp của Fujifilm nên được trang bị khả năng QRC rất là tốt. Thì chúng ta có thể thấy là trong những cái khe thẻ như thế này, nó đều trang bị những cái ron cao su để mà chống bụi bặm và kháng thời tiết. Thì X-Pro3 được trang bị hai khe cắm thẻ để đảm bảo dữ liệu của chúng ta được an toàn hơn. Bên đây là khe cắm cổng kết nối Type-C, cũng có những cái ron cao su. Pin của X-Pro3 là dòng W126. Bên trong máy Fujifilm X-Pro3 được trang bị cảm biến APS-C CMOS 26.1 megapixel, hệ thống AF là 425 điểm lấy nét, dãy ISO từ 160 đến 12.800. Như vậy X-Pro3 được Fujifilm họ thay đổi hoàn toàn về cách sử dụng, cho chúng ta cảm giác sử dụng như một cái máy ảnh phim thật thụ. Và dự kiến X-Pro3 sẽ có hàng vào đầu tháng 12, và Jessup sẽ làm một cái chương trình pre-order rất là to cho mọi người. Mọi chi tiết thì mọi người có thể liên hệ fanpage hoặc là hotline của Jessup. Xin cảm ơn tất cả mọi người.